Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng về việc bị phạt sau vụ siêu mẫu Hà Anh mặc đồ phản cảm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt công ty Hoàn vũ Sài Gòn, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, 70 triệu đồng vì để người mẫu giám khảo Hà Anh mặc đồ phản cảm trên thảm đỏ đêm chung kết Miss Universe Việt Nam hôm 25 tháng 6. Thêm vào đó, công ty Hoàn vũ Sài Gòn bị đình chỉ hoạt động tổ chức người đẹp, người mẫu đến 9 tháng. Ngay sau đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia và Hoa khôi sông Vàm sẽ bị hủy bỏ. Đối với thông tin này, đại diện truyền thông của Hoàn vũ Sài Gòn Unicorp cho biết, ngay thời điểm tiếp nhận thông tin đối với công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn Unicorp, ban tổ chức chúng tôi đã cùng làm việc lại cũng như rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của ban tổ chức và cả siêu mẫu Hà Anh. Sau đó chúng tôi đã tích cực làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi chung kết cuộc thi kết thúc. Hiện chúng tôi đã thực hiện việc nộp phạt cũng như phối hợp để tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm khác theo văn bản quyết định. Các cuộc thi hiện nay do công ty trách nhiệm hữu hạn Universe Media Việt Nam, Unimedia tổ chức như Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022, Hoa khôi sông Vàm 2022 cùng các đối tác, đơn vị đồng hành không bị ảnh hưởng. Các công tác tổ chức vẫn diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đã được chúng tôi chính thức công bố trên truyền thông trước đó. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.